Xin chào tất cả các bạn. Trong 4 tháng vừa qua thì mình có việc nên mình không có up clip về ảo thuật cho các bạn được. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày 9 tháng 3. Các bạn nào yêu thích ảo thuật xin mời hãy vào kênh của mình ha. Rồi chúng ta sẽ xem mỗi ngày mình sẽ up lên từ 1 cho tới 2 đoạn clip dạy ảo thuật cho các bạn. Mình dạy rất nhiều trò liên quan tới bài đồng xu, nhẫn, dây thun, tiền giấy, cục đá, cây bút, cây viết, nói chung tất cả những cái dụng cụ có sẵn trong cuộc sống là chúng ta có thể diễn ảo thuật được. Rồi hôm nay để mở màn thì mình sẽ diễn một trò xé giấy rách sau đó làm liền lại. Rồi bạn nào cảm thấy hay thì nhớ bấm vào nút đăng ký để nhận clip mới nhất từ mình nha. Đối với cái trò này thì như sau, các bạn sẽ cầm một cái tờ giấy bình thường, một cái tờ giấy liền. Thế này, bất kỳ một tờ giấy nào, ví dụ như tờ giấy số hay là tờ tiền giấy hay là một tờ giấy hay là tờ khăn ngăn, bất kỳ chúng ta sẽ rách, chúng ta làm liền lại. Thì đây là một trò ảo thuật lớn nha. Đó, các ảo thuật gia trên thế giới người ta rất hay diễn trò này. Và các bạn đi xem cái tiết mục ảo thuật các bạn cũng thường thấy rất là nhiều. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn cái trò này để khi chúng ta đi ăn nhậu, đi chơi với bạn gái chúng ta có thể diễn được. Rồi không làm mất thời gian nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vô ha. Đầu tiên các bạn sẽ cho giả coi một cái tờ giấy. Rồi tiếp theo mình sẽ xé tờ giấy này ra, xé ra làm đôi. Rồi thì khi mà xé ra thì tờ giấy nó sẽ có hai phần, phần số 1 và phần số 2. Thì mình sẽ tiếp tục xé nó nữa. Rồi là 4 tờ. Rồi tiếp tục xé nó nữa. Rồi tiếp tục xé nó, đó. Các bạn xé nó ra thành từng mảnh như thế này. Đó, từng mảnh. Đó. Rồi, đó. Tiếp theo nhiệm vụ của một nhà ở hoặc là chúng ta sẽ làm cho nó liền lại. Mình sẽ làm trước, sau đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Rồi đầu tiên nó sẽ tan tành rồi. Giờ mình sẽ cho nó liền lại nha. Nếu khi diễn là tay không có gì hết các bạn. Trò này rất là đơn giản, các bạn có thể diễn ở bất kỳ chỗ nào, bất kỳ nơi đâu. Nó chỉ cần có một động tác nho nhỏ, thổi một cái cho nó mở nó ra. Rồi như vậy chúng ta đã có. Bạn nhìn thấy kỹ chưa? Rồi rõ ràng mình nói liền ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật để diễn được trò này như sau. Đầu tiên các bạn sẽ có hai tờ giấy, lưu ý là hai tờ giấy giống nhau nha, chứ đừng có diễn ảo thuật cái kiểu là lấy tờ giấy trắng xé rách rồi làm liền lại rồi biến thành tờ tiền, như vậy là sai quy luật. Tại vì ở đây mình diễn trò xé rách rồi lành lại thì chúng ta phải cần hai tờ giống nhau nha. Rồi đầu tiên cần hai tờ giống nhau các bạn. Tiếp theo mình sẽ gấp cái tờ này nhỏ lại. Cách gấp thì miễn sao gấp nhỏ thôi, còn gấp như thế nào thì tùy, gấp sao được á, miễn sao gấp nhỏ thôi các bạn. Gấp lần 8 lần 16 gì đó. Rồi sau khi gấp nhỏ xong, nhiệm vụ của các bạn sẽ là cái tờ này nè, phía sau có tờ giấy như thế này ha. Đó rồi mình sẽ cho giả coi tờ giấy. Rồi vậy thì có một số bạn hỏi ô để cái cục giấy vậy làm sao người ta thấy thì sao, hoặc là để vậy cộm cộm lớn người ta làm sao người ta thấy thì sao. Rồi mình giải quyết cái chuyện này trước ha. Cái này nó có hai vấn đề để nói. Thứ nhất, đối với người chơi ảo thuật, mình nói với người chơi ảo thuật trước ha. Đối với người chơi ảo thuật chỉ cần người ta biết cái mánh của trò này là có cái cục giấy này, vậy là trong đầu người ta đã cảm thấy rất là vui mừng tột đỉnh rồi.
nó niềm hạnh phúc thì khám khám phá ra được một chỗ bí mật, bí mật của một chỗ ảo thuật. Đây là bí mật đối với một người chơi ảo thuật. Nếu mà một người chơi ảo thuật mà không biết cái trò này làm sao mà lành này được, mà chỉ cần mình nói cho người ta à bạn phải chuẩn bị sẵn cái cục này, như vậy là người ta sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng đối với cái người mà không chơi ảo thuật các bạn, người ta sẽ có thắc mắc, ủa để cái cục giấy này thì sao, người ta thấy sao? Đương nhiên người ta thấy, tại vì bạn không chơi ảo thuật nên bạn không biết cách như thế nào để giấu. Và cái thứ hai, mình dạy cái này là dạy cho những bạn thích chơi ảo thuật, đam mê ảo thuật, và kể cả những bạn chưa chơi ảo thuật lần nào, bây giờ bắt đầu vô con đường ảo thuật, thì các bạn hãy chịu khó từ từ học hỏi và diễn, sau này các bạn sẽ biết cách giấu cái này. Còn bây giờ nói cho các bạn làm sao giấu cái cục này để cho không giờ không thấy, nó có nhiều cách lắm, nhưng mà nói các bạn cũng làm không được. Vậy thì ngay bây giờ các bạn cứ làm theo cách căn bản của mình, cứ diễn những cái trò căn bản ban đầu đi. Khi nào các bạn diễn được trò thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi, tự động trò thứ năm, thứ sáu các bạn sẽ diễn được, không cần phải hỏi. Rồi ảo thuật là như thế ha. Rồi bí mật của trò này là chúng ta sẽ có sẵn cái tài này. Thì cách giấu nó có rất nhiều cách. Đó, chúng ta bàn tay nhỏ xíu nè, chúng ta cầm lên ha. Cho người ta coi mặt đây, cho người ta coi mặt đây. Rồi vô tờ lên ha. Đó là con nằm ở đây. Rồi chúng ta có thể lật qua mặt sau nhắn giả bằng cách chúng ta sẽ lộ cái tờ này ra như thế này. Đó, lộ như thế này. Đó, còn nếu các bạn lộn vậy thì nó thấy rồi, các bạn sẽ để ra phía sau. Đó, lộn rồi. Còn cách nữa là các bạn cầm luôn trong cái tay, các bạn mở ra cho người ta coi về, mở như thế này. Nhưng mà lúc này cái tay nó hơi thô, lời khuyên của mình là nên để ra. Rồi tiếp theo mình sẽ xé cái tờ này ra, xé ra, xé ra ra. Đương nhiên cái cục này nó còn nằm phía sau rồi. Rồi xé ra tí. Rồi bây giờ mình sẽ làm lành lại nè. Đầu tiên có hai phần. Đầu tiên mình sẽ xếp cái miếng mình trước này nó nhỏ lại bằng cái cục này. Nhỏ lại. Đó, các bạn thấy xếp hai cục bằng nhau. Tại vì hai cục này nó cùng màu nên khi mình diễn khán giả sẽ không biết trong tay mình có hai cục. Rồi tiếp theo các bạn sẽ ẩm mà là xì bùa ha. Tùy các bạn có kiến thức, có năng khiếu gì, các bạn cứ ẩm mà là xì bùa gì đó ha. Rồi cách đơn giản nhất nè, mình chỉ cho các bạn nè. Bàn thờ tay cho các bạn cầm như thế này, đây thế này. Bàn thờ tay vô, bạn cầm như thế này, cầm hai cục ha. Cái đây là cục giả, còn đây là cục lành rồi. Bạn cầm tay vô đây, để vô đây, các bạn đẩy cái tay lên. Đó, như vậy là cái cục lành nó lên đây, còn cục giả nằm đây. Thấy không? Mình làm lại nè. Rồi mình sẽ biến cái cục này lành lại trước mắt các bạn. Đầu tiên. Rồi tiếp theo đó, các bạn sẽ cho khán giả thổi vô cục này bằng cách cái tay này nè, các bạn cầm cái cục này đưa vô miệng khán giả, đưa cho khán giả thổi đồng thời cái cục này. Ví dụ như các bạn đang đứng hả, đưa thổi vô không, hoặc lại giữ nguyên thổi vô, thì cái này mình giục xuống bỏ túi làm gì tùy ha. Đó chỉ là cách thôi nha, đó là một cách cầm vô. Người ta đang cầm nhìn cái cục này giống như các bạn, nó giống như một cục đó, các bạn cầm như vậy xong rồi đẩy lên vậy thôi ha. Nhưng mà cái này mình dùng kỹ xảo một chút, đẩy nó vô xong rồi con mắt mình với bộ suy nghĩ suy tư chút này lấy mớ lửa hơ gì đó ha, cái này. Hoặc là mà đang giữ nguyên nói chờ tôi chút xíu để tôi lấy cái mớ lửa tôi hơ, thì các bạn sẽ cầm cái tay cục đây, còn cái tay còn lại này các bạn thò vô trong túi và bỏ vô trong túi luôn, đồng thời móc cái mớ lửa ra, nó y chang như động tác như thế này, cầm cái giày thò vô lấy mớ lửa đột quẹt nó. Đó, y chang như vậy. Thì các bạn sẽ cầm hai cục, đẩy cục giả lên. Nhưng mà mình phải nói nha, nói để tao lấy cái mớ lửa tao hơ. Cầm cái cục này thò vô là bỏ trong túi luôn, rồi lấy mớ lửa vô bộ hơ. Thì lúc này các bạn đã phân tán được cái cục này rồi. Lúc này các bạn chỉ việc mở ra là nó liền lại ha. Còn nếu các bạn có thể giữ nguyên cái cục này ở trên tay, các bạn mở ra luôn nè. Đây là cục rách, để lên, lật nó lại, sẽ có giữ nguyên. Giữ nguyên, các bạn mở ra luôn. Đây là cũng là một cách, nó cũng khá là an toàn. Mở ra luôn. Lúc này khán giả đang chăm chú nhìn vô cái tờ này. À, rồi bao nhiêu thôi, lật qua đây ha, lật qua đây ha, lật qua đây ở cho khán giả coi, lật qua đây ở cho khán giả coi ha. Rồi sau khi mình diễn xong cái trò này thì cái phần cuối cùng các bạn do tờ này lại.
vứt sao vứt sọt rác là xong, đừng có để cho khán giả người ta lộn mới được. Lên lên cùng lại lên là các bạn ráng chịu, là mình không có chịu trách nhiệm nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn lại thêm một lần nữa cho các bạn. Bạn nào mà chưa rành được trò này thì mình nói lại một lần cuối ha. Rồi lấy một tờ giấy để sẵn để phía sau nha. Rồi đầu tiên đẩy ra ra bên đây ha, đẩy ra bên đây đó. Rồi sau đó cầm cái này xé nó ra, xé nó ra, xé nó ra, rồi xong rồi xếp lại. Rồi nhiệm vụ cuối cùng cho khán giả thổi vô đây, thổi vô đi. Rồi mình là liền lại. Ok, khán giả nói ê công giấy còn trong tay đây, mở ra mất tiền rồi ha. Mình có thể đánh lừa khán giả cái lúc mà mình đưa cho này, mình thổi vô nè, là mình bọc vô túi, mình giấu này đi nha. Khi mình giấu xong rồi mình vẫn còn nắm cái tay trong này, cái tay này mình mở ra, tay mình nắm lại đó, mình cho ra coi nè. Ở đây tờ giấy nó liền lại rồi nè, nó thấy chưa, mình cố tình mình cầm để cho khán giả nghi ngờ. Ừ, thấy không? Thì cái giải hỏi đâu, mở tay kia mày ra coi, còn một tờ nữa mở ra không có. Rồi đây chỉ là một cách để chập khán giả. À, cho các bạn thêm một số ý kiến về cái trò này, thì khi các bạn diễn trò này các bạn có thể diễn là một tờ giấy số không trúng thành tờ giấy số trúng bằng cách là phải mua thêm một tờ trúng, rồi các bạn lấy cái tờ không trúng ra các bạn sẽ xếp nhỏ lại là mở ra biến thành tờ trúng, đúng không nào? Hoặc là các bạn biến tờ 1.000 thành tờ 100.000, thì các bạn lấy tờ 100.000 và để phía sau và xếp lại mở ra ra thành tờ 100.000, vừa biến vừa mở ra được tờ 100.000 bỏ túi luôn, không cho khán giả kiểm tra, không cho khán giả cầm sờ nắm gì luôn. Khán giả có thắc mắc ủa sao mày biến ra mày đưa tao coi, lỡ mày xài tiền giả hay sao? Kệ, mình đâu quan tâm. Nó ừ tao thích chơi tiền giả, ngày nào tao cũng làm một tờ tiền giả 100.000 tao xài vậy. Như vậy khán giả bất xúc không? Cực kỳ bất xúc. Khán giả nói vậy, có thể khán giả nghĩ ủa thằng này nó làm tiền được mà người ta xài rồi người ta biết thì sao, hay là nó biết là từ 1.000 sao? Mình cứ để cho khán giả suy nghĩ càng nhiều. Rồi đây là clip đầu tiên của tháng 3. Tại vì cái kênh của mình từ bữa giờ mình có việc nên mình đóng lại, bây giờ mình mới mở ra ha. Nếu các bạn nào yêu thích ảo thuật và có niềm tìm tòi đam mê ảo thuật, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký phía dưới. Thì bất kỳ khi nào mà mình đăng clip mới lên thì các bạn nó có cái thông báo cho các bạn và các bạn xem clip mới nhất của mình. Rồi nếu bạn nào có thắc mắc hay là muốn giải mã một cái trò ảo thuật nào đó, xin mời các bạn hãy comment vào phần comment ha. Các bạn dụ các bạn nói là em muốn anh giải mã giùm em cái trò lá bài xuyên tường, hay là người xuyên tường, hay là con heo biến thành con bò gì đó, giờ kèm theo cái email của bạn bên dưới thì để mình liên hệ, hoặc là số điện thoại, hoặc là Zalo, hoặc là Facebook. Nói chung là có cái thông tin để khi mà mình up lên thì mình sẽ thông báo cho các bạn biết liền. Rồi, vậy thôi. Từ đây cho tới cuối năm, mỗi ngày mình sẽ cố gắng up lên từ 1 cho tới 2 đoạn clip về ảo thuật. Và các bạn biết là từ đây tới cuối năm thì bây giờ mỗi tháng 2 chúng ta có 10 tháng, 1 tháng 30 ngày. Như vậy, các bạn có 300 trò ảo thuật chắc chắn. Các bạn sẽ nhận hơn 300 trò ảo thuật nha. Chứ không phải là 300. Mình hứa với các bạn, chắc chắn nó sẽ có từ 300 cho đến 500 trò ảo thuật, từ lớn tới nhỏ, dạy có, giải mã có rất nhiều. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn, đây là clip đầu tiên của tháng, và chúc các bạn có một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình để mình tiếp tục có sức làm clip tiếp theo nha. Rồi bye bye.